bà con thân mến, theo như sự thông báo của điện máy nội thất Vũ Hằng của chúng tôi thì còn khoảng 20 lá phiếu nữa là chưa có chủ nhân. Và xin mời toàn thể quý vị các quý chúng ta cùng nhanh chân trở lại với điện máy nội thất Vũ Hằng của chúng tôi và cùng tham quan mua sắm cũng như nhận cho mình những lá tăng thăm lá phiếu bốc thăm trúng thưởng để tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng tìm ra chủ nhân của các giải thưởng hấp dẫn đang ở trên phía sân khấu ngày hôm nay, với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 50 triệu đồng ở tất cả các hạng mục giải trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhanh chân trở lại với điện máy nội thất Vũ Hằng để cùng tham quan mua sắm và cùng nhận cho mình những lá phiếu may mắn sẽ tìm ra các chủ nhân trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Quý vị khách quý, tất cả các giải thưởng đang ở trên phía sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là những giải thưởng yêu thương đang tìm chủ nhân của nó. Đó chính là toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong chương trình tri ân khách hàng ngày hôm nay. Toàn thể quý vị khách quý đều có thể trở thành chủ nhân của những giải thưởng hết sức hấp dẫn trên sân khấu. Vậy xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng nhanh chân trở lại với chương trình tri ân khách hàng, trở lại với điện máy nội thất Vũ Hằng của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, là chương trình xin được trân trọng giới thiệu vợ chồng anh chị Vũ Hằng sẽ cùng trở lại sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chủ nhân của điện máy nội thất Vũ Hằng, chủ nhân của chương trình tri ân khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời anh chị Vũ Hằng, chủ cửa hàng điện máy nội thất Vũ Hằng sẽ trở lại với sân khấu để cùng ra mắt tới toàn thể bà con những khách hàng thân yêu của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời ông chủ của cửa hàng điện máy Vũ Hằng sẽ có đôi lời phát biểu cũng như là cảm ơn tri ân tới toàn thể quý vị khách quý đã trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua đã luôn quan tâm và ủng hộ cho điện máy nội thất Vũ Hằng của chúng tôi. Vũ Hằng không biết nói gì hơn là lời cảm ơn tất cả các quý vị khách quý đã luôn ủng hộ và tin tưởng điện máy Vũ Hằng và nội thất Vũ Hằng. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng và xin. Dạ vâng, xin được nói chân thành cảm ơn những lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị khách quý. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng nhanh chân trở lại tham quan và mua sắm tại điện máy Vũ Hằng của chúng tôi và cùng nhận cho mình những lá phiếu, những lá tem mà có ghi tên thông tin của toàn thể quý vị khách quý và cùng trở lên với ban. Kính thưa các quý vị, trong thời gian qua khi quý vị tham gia mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được những tấm phiếu có điền thông tin cũng như mã số dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm tặng quà ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin tuyên bố sẽ kết thúc chương trình phát phiếu và xin mời anh chị Vũ Hằng sẽ mang những lá phiếu cuối cùng để cùng trả lại hộp phiếu để chúng ta chính thức chương trình bốc thăm trúng thưởng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời anh chị. Dạ vâng, và kính thưa tới toàn thể quý vị khách quý, chỉ một ít phút nữa thôi điện máy Vũ Hằng của chúng tôi sẽ chính thức đóng lại những lá phiếu. Vậy xin được chân thành gửi tới toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng kiểm tra trên tay của mình những lá phiếu quý vị đã cầm ở trên tay chưa, chuẩn bị cho mình những lá phiếu mà điện máy Vũ Hằng của chúng tôi đã giao lại cho toàn thể quý vị khách quý. Trong khi mua sắm, tham quan mua sắm, điện máy nội thất Vũ Hằng của chúng tôi sẽ tặng cho toàn thể quý vị khách quý một chiếc lá phiếu như thế này. Và chúng ta sẽ xé làm đôi, một nửa điện máy Vũ Hằng của chúng tôi sẽ cùng trở lên đây và thả vào hòm phiếu để chúng ta sẽ tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và một nửa còn lại, đó chính là một nửa mà đã giao cho toàn thể quý vị khách quý. Vậy toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy cùng kiểm tra lại xem trên tay của mình những lá phiếu nào trùng số không ạ? Để chúng ta chuẩn bị bước vào chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng của điện máy nội thất Vũ Hằng ngay lúc này. Và điện máy Vũ Hằng của chúng tôi đang
ông chủ của chúng ta đang cùng mang những lá phiếu cuối cùng, những lá phiếu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng thả vào hòm phiếu, để cùng tìm ra các chủ nhân của tổng giải thưởng lên tới gần 50 triệu đồng trong hệ thống cơ cấu giải ngày hôm nay. Gồm có 20 giải khuyến khích, mỗi giải là một ấm siêu tốc hoặc một bộ cốc. 10 giải ba, mỗi giải là một bếp nướng. 2 giải nhì, mỗi giải là một bình nóng lạnh đúng không ạ? Và một giải nhất đó chính là một chiếc tủ lạnh Casper rất là tuyệt vời. Và đặc biệt hơn cả, đó chính là một giải đặc biệt đó chính là một chiếc xe máy Honda đang đứng ở trên sân khấu ngay lúc này đây, đang chờ đón chủ nhân của nó. Đó chính là cơ hội dành cho tất cả toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình bốc thăm. Phần bốc thăm giải khuyến khích. Dạ vâng, trong khuôn khổ trong chương trình ngày hôm nay, giải khuyến khích của chúng tôi tổng giá trị lên tới 4 triệu đồng. Mỗi giải là một ấm siêu tốc hoặc một bộ cốc của chúng ta đang ở trên này. Và ngay lúc này đây, trò chơi trời cho, cơ hội dành cho toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và MC xin phép được trân trọng kính mời một bác sẽ đại diện cho toàn thể quý vị khách quý đang có mặt ở đây, sẽ cùng lên và lựa chọn cho chúng tôi 5 lá phiếu. Mỗi lượt chúng tôi sẽ chọn 5 lá phiếu với tổng 4 lượt chúng tôi sẽ chọn ra 20 chủ nhân của 20 giải thưởng giải khuyến khích ngày hôm nay. Vậy xin được chào đón những cánh tay của toàn thể quý vị khách quý sẽ thay cho ban tổ chức chơi, thay cho điện máy nội thất Vũ Hằng cùng lựa chọn ra 5 lá phiếu đầu tiên là 5 chủ nhân của giải khuyến khích ạ. Xin mời cánh tay của toàn thể quý vị khách quý. Dạ vâng, xin mời chị. Giải thưởng đầu tiên sẽ là mỗi một phiếu sẽ được một bộ cốc. Vâng, xin mời chị sẽ cùng lên. Xin mời điện máy Vũ Hằng sẽ giúp tôi mang cho tôi một cái khay nhé. Một cái khay để cùng đựng những lá phiếu. Cùng đựng đã lá phiếu ạ. Ban tổ chức xin phép là sẽ được bịt mắt người bốc thăm lại được không ạ? Dạ vâng, để được không ạ? Để cho tạo quan khách quan và tính công minh nhất, công bằng nhất. Bởi vì cơ hội là dành cho tất cả mọi người, và cơ hội của mọi người là như nhau. Vậy chúng tôi sẽ xin phép được bịt mắt của một chị đã đại diện cho toàn thể quý vị khách quý đang ở đây, lựa chọn ra 5 chủ nhân đầu tiên là chủ nhân của giải khuyến khích trong khuôn khổ buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin mời chị sẽ cùng thò bàn tay yêu thương của mình trở vào với hòm phiếu và khoáng lên ạ. Khoáng trước tiên đâu thì chị sẽ khuấy đều và rút từng lá phiếu ra một ạ. Rút từng lá phiếu một và chọn từng lá phiếu lên ạ. Chọn từ trái qua phải, chọn từ trái phải qua trái, chúng ta lại chọn từ dưới lên trên và chọn từ trên xuống dưới, để rồi chọn ra 5 lá phiếu. Dạ vâng, trên tay của chúng tôi đang là 2 lá phiếu rồi ạ. Tiếp tục lựa chọn và tìm ra những chủ nhân tiếp theo. Chúc chị sức khỏe, chúc chị năm mới bình an. Xin mời chị trở xuống ạ. Dạ vâng, và kính thưa tới toàn thể quý vị và con thân mến, trên tay của MC của chúng tôi ngay lúc này đây, đó chính là 5 chủ nhân của 5 giải khuyến khích đầu tiên. Mỗi giải là một ấm siêu tốc hoặc một bộ cốc ạ. Sẽ là giải khuyến khích của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, 5 giải đầu tiên sẽ là 5 bộ cốc để dành cho quý vị. Và sau đây xin phép được công bố, xin chúc mừng anh Lò Đại Thành, mừng mưa mừng lầm. Số điện thoại 0358240833. Xin phép chờ sân khấu. Xin mời anh Thành sẽ cùng mang lá phiếu còn lại, một nửa lá phiếu mà có thông tin mà điện máy Vũ Hằng của chúng tôi vừa lấy đã giao cho anh Thành ạ. Dạ vâng, xin mời anh Thành ạ. Lần thứ nhất anh Thành có mặt ở đây không ạ? Dạ vâng, một lần nữa, lần thứ hai ạ. Lần thứ hai anh Thành đến từ bản Mường Nưa, xã Mường Lầm ạ. Dạ vâng, anh Thành đến từ bản Mường Nưa. Dạ vâng, và lần thứ ba đó chính là lần cuối cùng. 1435 dưới tên của anh Thành đến từ bản Mường Nưa có mặt tại đây không ạ? Dạ
đảm bảo cơ hội là dành cho tất cả mọi người và đảm bảo tính khách quan nhất. Thì sau 3 lần gọi của MC chương trình thì anh Thành của chúng ta đã không có mặt tại buổi tri ân ngày hôm nay. Vậy MC xin phép được hủy lá phiếu của anh Thành và một lát nữa thôi chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân tiếp theo thay thế cho chủ nhân của anh Lò Đại Thành, đúng không ạ? Và ngay lúc này đây MC xin phép được trước mặt toàn thể quý vị khách quý, quý bà con thân thương sẽ hủy tấm lá phiếu đầu tiên, đó chính là lá phiếu mà gọi tên 3 lần không trúng ạ. Dạ vâng, và xin mời em Thư Mạnh Tử sẽ cùng xin mời các quý vị, khi quý vị có lá phiếu trúng thưởng thì quý vị sẽ giơ tay thật cao ạ, để chúng tôi biết là quý vị đang có mặt ở đây để cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Tiếp theo xin chúc mừng quý khách Tào Văn Bình đến từ bản Hội Yên Hưng, số điện thoại 0355019970. Chúng tôi xin gặp lại quý khách Tằng Văn Bình đến từ bản Hủy Yên Hưng với số điện thoại 0355019970. Xin hỏi anh Bình có đây không ạ? Dạ vâng ạ, một lần nữa chúng tôi xin phép được mời anh Bình ạ. Anh Bình lần thứ nhất có mặt tại ngày hôm nay không ạ? Nếu có thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng giơ cánh tay thật cao lên ạ. Những người mà chúng tôi đã xướng tên thì xin mời quý vị sẽ cùng giơ cánh tay thật cao để chúng tôi xác nhận rằng quý vị đang có mặt trong buổi tri ân ngày hôm nay. Và lần thứ hai, anh Bình lần thứ hai có mặt không ạ? Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại. Lần thứ ba, xin trân trọng kính mời quý khách Tằng Văn Bình, bản Hủy Yên Hưng với số điện thoại 0355019970 sẽ trở lại sân khấu để nhận phần quà của mình. Lần thứ ba, anh Bình có mặt đây không ạ? Dạ vâng, rất là tiếc cho vị chủ nhân thứ hai của chúng ta đã không có mặt tại chương trình tri ân ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời MC Đình Thứ sẽ tiếp tục hủy lá phiếu thứ hai và chúng ta sẽ tiếp tục xướng tên những quý vị khách quý, quý vị đang có tên trên khay của Thùy Sương đang cầm ngày hôm nay và chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra các chủ nhân của giải khuyến khích. Xin chúc mừng quý khách Lò Văn Nội đến từ bản Tòng Yên Hưng, số điện thoại 0357303334. Dạ vâng, xin mời anh trở lên phía sân khấu và xin phép được xin nhận lá phiếu của bác để so xem có đúng không ạ. Dạ vâng, đó chính là lá phiếu mang số thứ tự 046 và chúng ta đã tìm ra giải bác chủ nhân đầu tiên. Xin mời bác sẽ cùng đứng tại đây ạ. Xin mời chúng ta sẽ cùng đến với xin mời quý khách tiếp theo, quý khách Lương Thị Sơn đến từ bản Lăng Mới, xã Triềng An với số điện thoại 0961378221. Xin chúc mừng quý khách Hoàng Văn Sáng đến từ bản Ngày, Nông Lâm, số điện thoại 0354961890. Xin mời anh Hoàng Văn Sáng đến từ bản Ngày, xã Mường Lầm, số điện thoại 0354961890. Dạ vâng, xin mời anh Sáng sẽ cùng mang lá phiếu của mình và cùng trở về với sân khấu ngay lúc này ạ. Xin mời. Dạ vâng, lá phiếu là số 766. Sau đây MC xin phép được bốc đủ hai lá thăm mà đã bị hủy ạ. Dạ vâng, đây chính là hai lá phiếu mà thay thế cho hai vị khách quý mà chúng ta đã vừa hủy vì không có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Thùy Dương xin phép được mời quý khách với số mã số phiếu là 314 Lò Thị Nga đến từ bản Mường Tượng, xã Mường Lần. Chị Nga có đây không ạ? Chị Nga với số điện thoại 0366604686. Chị Lò Thị Nga đến từ bản Mường Tượng có không ạ? Dạ vâng, xin mời chị Nga sẽ cùng mang lá phiếu của mình trở về. Xin mời chị Nga trở lại sân khấu ạ. Chúc mừng quý khách Lương Văn Trung đến từ bản Ngọc Sài, Trường An với số điện thoại 0982425803. Xin mời anh Lương Văn Trung. Anh Trung có đây không ạ? Xin chào quý khách.
lên để trao quà cho các vị khách may mắn của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời anh. Cảm ơn kính thưa tới toàn thể quý vị khách quý trên sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là năm chủ nhân của năm giải khuyến khích trong chương trình khuôn khổ chương trình tri ân khách hàng của điện máy nội thất Vũ Hằng của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn rất nhiều những giải thưởng với giá trị cao nữa. Xin mời anh sẽ cùng lắng lại chụp kiểu ảnh đúng không ạ? Dạ vâng, mời ạ. Xin được chân thành cảm ơn các vị khách quý của chúng ta. Dạ vâng, sau đây xin mời bạn nhỏ, tôi đã nhìn thấy bạn nhỏ rất là xinh. Xin bạn nhỏ này sẽ cùng lên sân khấu để cùng bếp thăm chào đón 5 người may mắn tiếp theo. Trên sân khấu ngay lúc này đây đó chính là một bé với cái tên rất là yêu thương, bé Thùy Dung. Bé Thùy Dung của chúng ta sẽ cùng thay mặt cho ban tổ chức, thay cho toàn thể quý vị khách quý đang có mặt ở ngày hôm nay và cùng chọn ra 5 lá phiếu là chủ nhân của 5 giải khuyến khích. Mỗi giải khuyến khích sẽ lần hai nó sẽ là một ống siêu tốc. Và ngay lúc này đây trên tay của Thùy Dương đang là 3 lá phiếu, 3 chủ nhân rồi, 4 rồi, và Thùy Dung sẽ cùng chọn ra lá phiếu cuối cùng rồi. Xin được cảm ơn bạn Thùy Dung và một món quà nho nhỏ đến từ điện máy nội thất Vũ Hằng sẽ dành cho bạn Thùy Dung. Xin cảm ơn bạn. Và ngay lúc này đây trên sân khấu đó chính là trên tay của tôi đang có 5 lá phiếu là 5 chủ nhân của giải khuyến khích của chúng ta. Và xin chúc mừng vị khách quý tiếp theo với mã số 1358, bác Lò Văn Sơn đến từ bản Chéo, xã Triềng Phung. Bác Lò Văn Sơn có đây không ạ? Số điện thoại 0334886758. Bác Lò Văn Sơn đến từ bản Chéo, xã Triềng Phung. Có không ạ? Dạ vâng. Xin mời bác Sơn sẽ trở lại sân khấu. Tiếp theo, xin được chúc mừng anh Lò Văn Năm đến từ bản Tỉa, Đỡ Mòn với số điện thoại 0869 291 358. Xin chúc mừng anh Lò Văn Năm đến từ bản Tỉa, Đỡ Mòn 0906 608 69 291 358. Xin được chúc mừng chị Vì Thị Lim đến từ bản Cúng Lúa, Đỡ Mòn với số điện thoại 0392 246 806. Xin được mời chị trở sân khấu ạ. Xin được hỏi chị Vì Thị Lim, bản Cúng Lúa, Đỡ Mòn, số điện thoại 0392 246 806 có đây không ạ? Các bạn nhỏ ơi, chúng mình sẽ bước lùi lại cho cô nè. Chúng mình sẽ đứng lùi lại cho cô nè. Lùi lại một xíu nào, đứng bằng dưới cho cô nhá. Một lần nữa xin hỏi chị Lim có đây không ạ? Dạ vâng, chị Lim lần thứ hai ạ. Lần thứ hai chị Lim có mặt tại chương trình chiên ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng, một lần nữa xin mời chị Vì Thị Lim đến từ bản Búng Núa, Đứa Mòn. Có không ạ? Dạ vâng, rất là tiếc cho chị Vì Thị Lim và MC xin phép được hủy lá phiếu ạ. Hủy lá phiếu ạ. Xin được chúc mừng quý khách Lò Văn Hiệp đến từ bản Hủy Bặt, xã Đứa Mòn. Số điện thoại 0347 630 624. Xin được chúc mừng quý khách Lò Văn Nam đến từ bản Mương Cang, Mương Lâm. Số điện thoại 0941 622 505. Và MC xin phép được giúp một lá thăm để bù cho lá thăm mà lá phiếu đã bị hủy á. Xin được chúc mừng quý khách Lã Văn Cường, chợ Mương Lâm, 0963 2029 và 345. Xin mời anh Lã Văn Cường ạ. Dạ vâng, anh Cường có mặt trong buổi tri ân ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng, đây rồi, chủ nhân tiếp theo của chúng ta đây rồi ạ. Toàn thể quý vị khách quý đã dành tình cảm cho đi.
của chúng ta như thế nào ạ? Và xin mời ông chủ của điện máy Vũ Hằng sẽ cùng trở lên để trao những phần quà cho giải khuyến khích của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng, phần quà lần này sẽ là một chiếc ống siêu tốc. Xin một tràng pháo thật lớn cho năm quý khách may mắn của chúng ta. Quý vị khách quý đã luôn tin tưởng vào ủng hộ tiền máy nội thất Vũ Hằng của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị Trung Vũ, xin cảm ơn năm quý khách. Tiếp theo, xin mời năm phần quà của năm quý khách may mắn tiếp theo sẽ lại là năm đội bốc. Và xin được mời một bạn nhỏ sẽ lên bốc thăm giúp cho ban tổ chức ạ. Có bạn nào xuất phát không? Con mời một bạn nhỏ nào. Con mời bạn nhỏ sẽ thay cho toàn thể quý vị để tìm ra biết đâu chính con. Quý vị khách quý ngay lúc này đây. Vâng, ngay lúc này đây bé sẽ cùng đảo thật đều lên và cùng chọn ra 5 lá phiếu cho con Dương nào. Rồi, 1 lá phiếu. Xin chúc mừng bác Lường Văn Kiếp đến từ bản Hồi, xã Anh Hưng. Số điện thoại 0378 587 306. Xin mời bác Lường Văn Kiếp đến từ bản Hồi, xã Anh Hưng ạ. Bác Kiếp có đây không ạ? Xin hỏi bác Kiếp có đây không ạ? Bác Kiếp số điện thoại 0378 587 306 đến từ bản Hồi, xã Anh Hưng. Dạ vâng, bác Kiếp lần thứ nhất ạ. Xin được mời bác Kiếp lần thứ hai tới từ bản Hồi, xã Yên Hưng có mặt tại đây không ạ? Và một lần nữa, lần thứ ba xin được trân trọng kính mời quý khách với tên Lường Văn Kiếp tới từ bản Hồi, xã Yên Hưng với số điện thoại 370378587306 có mặt tại đây không ạ? Dạ vâng, và ngay lúc này đây sau 3 lần gọi theo như thể lệ của chương trình thì Thùy Dương sẽ xin phép được hủy lá phiếu với bác Lường Văn Kiếp ạ. Xin mời anh Mạnh Thứ sẽ tiếp tục. Xin được chúc mừng quý khách là Sĩ Công đến từ bản Bang, Yên Hưng. Số điện thoại 088-660-8465. Xin được chúc mừng anh là Sĩ Công. Dạ vâng, anh Công có mặt tại buổi chiên ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời quý khách là Sĩ Công tới từ bản Bang, xã Yên Hưng với số điện thoại 0886-608-465 đang cùng trở về với sân khấu. Và xin mời Mạnh Thứ sẽ tiếp tục sướng tên như quý vị tiếp theo. Xin chúc mừng quý khách Hoàng Văn Phúc đến từ bản Ngày, xã Mường Lầm, số điện thoại 0856-120-545. Xin được hỏi quý khách Hoàng Văn Phúc đến từ bản Ngày, xã Mường Lầm có đây không ạ? Dạ vâng, xin mời bác Phúc sẽ cùng trở về với sân khấu để cùng nhận những món quà, phần quà của mình trong khuôn khổ giải khuyến khích ngày hôm nay. Xin được chúc mừng quý khách là Quốc Văn đến từ bản Củ, xã Nữ Mòn, số điện thoại 0858509850526 ạ. Dạ vâng, xin mời bác Lò Quốc Văn tới từ bản Củ, xã Nữ Mòn ạ. Xin được chúc mừng quý khách Hoàng Thị Hoài đến từ bản Lấu, Mường Lầm, số điện thoại 0898821696 ạ. Có đây không ạ? Xin mời quý khách Hoàng Thị Hoái đến từ bản Lấu, xã Mường Lầm, số điện thoại 0898821696.
Thị Hoái có đây không ạ? Quý khách Quảng Thị Hoái lần thứ nhất ạ. Và quý khách Quảng Thị Hoái lần thứ hai có mặt tại đây không ạ? Và xin được trân trọng kính mời chúng ta sẽ cùng chứng kiến bốc thăm. Lá thăm để thay cho lá phiếu bị hủy. Xin được chúc mừng quý khách Lương Văn Minh đến từ bản Long Bó Sinh. Số điện thoại 0356336365. Xin được chúc mừng quý khách Lương Văn Minh ạ. Cảm ơn quý khách Lương Văn Minh có mặt tại chương trình chiên ngày hôm nay không ạ? Xin mời bác Minh lần thứ nhất ạ. Dạ vâng, xin mời bác Minh lần thứ hai có mặt tại chương trình chiên ngày hôm nay chưa? Và lần cuối cùng xin mời bác Lương Văn Minh đến từ bản Long xã Bó Sinh ạ. Rất là tiếc, rất là tiếc. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục thay thế bằng một lá phiếu khác ạ. Vâng, sang một lá phiếu khác đến từ quý khách có mắt Tuấn, đứa luôn, đứa mòn. Số điện thoại 0911788607. Quý khách hàng mang tên bác Tuấn có đây không ạ? Có. Bác Tuấn có không ạ? Có. Vâng, xin mời bác Tuấn sẽ cùng trở lại với sân khấu ạ. Cho lượt khuyến khích này sẽ là 5 bộ cốt, mỗi người một bộ cốt ạ. Xin mời anh chị Trương Vũ sẽ trở lại để có những phần quà. Số điện thoại 0919 349 960.
trân trọng kính mời quý khán giả Bắc Tịnh. Dạ vâng, Bắc Tịnh có ở đây không ạ? Dạ vâng, xin mời bác sẽ cùng trở lên với sân khấu ạ. Và quý khách cuối cùng, chúng giải phân tích trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chúc mừng quý khách Lê Văn Thường đến từ bản Chéo, xã Trường Phung, số điện thoại 0989728947. Xin được chúc mừng quý khách Lê Văn Thường. Dạ vâng, bác Thường có ở đây không ạ? Xin mời bác Thường sẽ cùng lên sân khấu ạ. Dạ vâng, kính thưa tới toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đã cùng bao nhiêu năm nay trong khoảng thời gian dài, rất là dài, đã luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ tiện máy nội thất Vũ Hằng của chúng tôi. Và ngay ngày hôm nay tại cửa hàng tiện máy nội thất Vũ Hằng tổ chức buổi chương trình tri ân khách hàng, thay cho lời cảm ơn tới sự động viên và luôn quan tâm ủng hộ của toàn thể quý vị khách quý đã luôn ủng hộ cho tiện máy Vũ Hằng của chúng tôi. Và trên sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là chủ nhân của 5 giải khuyến khích cuối cùng trong hệ thống giải thưởng của chương trình tri ân khách hàng điện máy nội thất Vũ Hằng ngày hôm nay. Xin mời ông chủ của điện máy Vũ Hằng sẽ cùng trao những phần quà tới cho toàn thể quý vị. Xin một tràng pháo thật lớn để chúc mừng năm khách may mắn của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn các vị khách.